Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin được giới thiệu đến các bạn âm ly Sansui AO Alpha 999DG. Đây là âm ly tích hợp cao cấp nhất của Sansui, dòng 3 số. Nó là Sansui dòng 3 số và có 555777DG và 999DG. Cái dòng 999DG này là điện 100V, công suất 250W. Máy vừa có chức năng là vừa nghe nhạc vừa giải mã nghe các bạn. Đây, mình thử cho các bạn ha. Đây là ngõ vào nghe các bạn. Đó. Ngõ vào thì nó có 3 ngõ vào: ngõ CD, ngõ line, tuner và đĩa than phono nghe các bạn. Đó. Ngoài ra thì nó có 3 cái ngõ: đi ghe tan 1, đi ghe tan 2. Đi ghi tan 3 và optical, đi ghi tan 4 là cái đường optical nha các bạn. Đây mình đang kết nối optical cho bạn nghe. Cái đường optical này là các bạn có thể kết nối trực tiếp từ TV nha các bạn, hoặc là những cái đầu phát nào nó có cái ngõ ra optical các bạn kết nối dài mã nghe rất là hay, rất chất lượng nha các bạn. Cái này là đường CD này. Đây là đường optical này, mình đang kết nối optical này. Máy mình về nguyên zin nguyên bản, hoạt động hoàn hảo nha các bạn. Mặt đến là không có chạy xước hết các bạn, rất là đẹp. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Chơi chiều đổ mưa, mưa rơi qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn ngày xưa được mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về. Ngõ vào rất là sáng nha các bạn. Tập tín hiệu rất là sáng, rất là sạch sẽ. Đánh được 2 cặp loa nha các bạn, A, B, A cộng B. Đây cái đường optical này các bạn. Đó, mình đang kết nối đường optical này. Đó, 3 đường in coaxial này. Đây ngõ ra này. Điện 100V. Đây, seri máy nha các bạn. Thì mình quay mặt sau nó thiếu ánh sáng, nó hơi tối. Nhưng mà mặt sau rất là mới các bạn. Đó. Máy này có 2 má gỗ rất là đẹp nha các bạn. Đó, 2 má gỗ. Đây 2 má gỗ của nó mình để đây cho các bạn xem. Đây nắp của nó 2 má gỗ đây nghe các bạn. Đây má có 2 má gỗ của nó đây các bạn. Đó rất là đẹp. Nguyên zin nha bạn. Má gỗ rất là còn đẹp. Đường CD nha các bạn. Mời các bạn nghe một đoạn nhạc ha. Bên này cấm được 2 cầu lân các bạn. A này, B này, AB này. Đây là bass này các bạn. Đó. Đây là treble này bạn. Đó. Ba lăng. Cái đường tép nghe các bạn, tép 1, tép 2, tép 3 là dành cho những đường sau. Đó. Cái đường này cũng dành cho những đường sau. Volume là toàn số luôn các bạn. Đó, đánh rất là lực. Đó, đường giải mã nha các bạn. Chờ
giá là 13.800, bán xuất toàn quốc hàng các bạn. Máy rất còn đẹp, riêng nguyên bản. Nhưng vẫn các bạn có thể ghép những loa cực công suất bass 30-40 đánh tốt các bạn. Rất mong các bạn đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày nha các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Mối tình thời xa giờ đây đường ai lối mưa gió về buồn nào và từ đó những đêm trời mưa gió không chắc nơi tính nhỏ nỗi nắng. Xin chào và hẹn gặp lại.